Chào các bạn, ngay bây giờ trong tiết 14 môn học kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp, chúng ta sẽ thực hành các kỹ năng làm việc cơ bản, cụ thể là các kỹ năng như kỹ năng nắm bắt cơ hội, kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân. Mục tiêu của tiết này là để chúng ta rèn luyện một số kỹ năng làm việc nâng cao. Tiết học này cũng đặt mục tiêu để rèn luyện các kỹ năng làm việc theo yêu cầu của sinh viên. Các bạn thấy mình cần phải rèn luyện kỹ năng làm việc nâng cao nào? Thì các bạn có thể đưa ra đề xuất và chúng ta sẽ rèn luyện các kỹ năng đó. Tiết học này cũng đặt mục tiêu để sinh viên nắm được cách xác định, cách thức, kế hoạch rèn luyện kỹ năng. Đầu tiên, chúng ta sẽ dành thời gian để rèn luyện kỹ năng nắm bắt cơ hội. Về lý thuyết, có thể nói ngắn gọn, nắm bắt cơ hội là chúng ta phải hiểu rõ bản thân, hiểu rõ chúng ta có những mục tiêu gì, sau đó chúng ta xác định các cơ hội có thể đến. Các bạn sẽ làm bài tập này ra giấy để nộp cho giảng viên trước khi kết thúc môn học. Nội dung cụ thể là các bạn xác định các cơ hội có thể đến phù hợp với mục đích, mục tiêu của các bạn. Mục đích, mục tiêu của các bạn thì đã được xác định ở trong các tiết học trước. Chúng ta sẽ dành thời gian khoảng 7 phút để các bạn làm bài tập rèn luyện kỹ năng nắm bắt cơ hội. Bài tập thực hành tiếp theo là bài tập thực hành kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân. Về lý thuyết, xây dựng thương hiệu hình ảnh cá nhân đơn giản là tìm ra những điểm mạnh, những niềm say mê của bản thân, sau đó truyền thông những điểm mạnh, những niềm say mê đó để tạo dựng thành thương hiệu cá nhân của mỗi người. Chúng ta sẽ làm bài tập xây dựng thương hiệu cá nhân ra giấy và nộp cho giảng viên trước khi kết thúc môn học. Nội dung là xác định những điểm mạnh, những niềm say mê của bản thân và cách thức truyền thông những điểm mạnh, những niềm say mê đó. Chúng ta sẽ dành khoảng 7 phút để làm bài tập thực hành xây dựng thương hiệu cá nhân. Tiếp theo, chúng ta sẽ chơi trò chơi. Trò chơi này một phần là để trợ giúp cho các bạn trong xây dựng thương hiệu cá nhân. Trò chơi có nội dung để xác định bạn là người thế nào trong mắt của tập thể. Cách tiến hành trò chơi như sau. Các bạn sẽ viết ra giấy những gì bạn hình dung về một bạn ở trong lớp và ghi tên bạn đó ở dưới tờ giấy. Sau đó các bạn sẽ nộp cho người tổ chức trò chơi. Người tổ chức trò chơi sẽ đọc từ từ từng phần mô tả đó xem các bạn trong lớp có đoán được người đó là ai không. Thì các bạn viết ra giấy những cái gì các bạn hình dung về một bạn ở trong lớp, những cái đặc điểm của bạn đó. Và chúng ta thử chọn khoảng 3 đặc điểm để giúp chúng ta biết được là người đó là người như thế nào trong mắt của tập thể, trong mắt của mọi người. Chúng ta sẽ dành khoảng 10 phút để chơi trò chơi bạn là người như thế nào trong mắt của tập thể. Bài tập thực hành tiếp theo là để chúng ta thực hành truyền thông điểm mạnh, niềm say mê của bản thân. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị, mỗi người sẽ thử truyền thông điểm mạnh, niềm say mê của mình là gì. Chúng ta sẽ dành khoảng 7 phút để thử thực hành truyền thông điểm mạnh, niềm say mê của bản thân. Phần thực hành tiếp theo là phần thực hành rèn luyện kỹ năng từ chối. Khi chúng ta làm việc trong doanh nghiệp, có thể có những tình huống đồng nghiệp nhờ chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta không muốn làm, vậy thì chúng ta sẽ từ chối như thế nào? Lý thuyết về từ chối gồm có hai điểm chính. Một là không bao giờ từ chối, nghĩa là không bao giờ chúng ta nói câu từ chối, nhưng chúng ta sẽ xác định trở ngại từ phía bên kia để chúng ta đưa ra lời đồng ý, nhưng chuyển cái trở ngại sang để tự phía bên kia thấy có trở ngại và người ta sẽ tự từ chối. Chúng ta sẽ thực hành bằng cách các bạn thử đưa ra một tình huống nào đó, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ xem là sẽ từ chối như thế nào ở trong tình huống này. Chúng ta sẽ dành khoảng 7 phút để rèn luyện thực hành kỹ năng từ chối. Về cách thức kế hoạch rèn luyện kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp, tôi xin tổng kết các bước như sau. Thứ nhất, chúng ta xác định kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp cần thiết. Thứ hai, chúng ta xác định kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp mà bạn còn thiếu. Thứ ba, chúng ta xác định cách thức rèn luyện kỹ năng. Thứ tư, chúng ta xác định kế hoạch rèn luyện kỹ năng. Ví dụ, bạn xác định giao tiếp là một kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp cần thiết. Thứ hai, bạn liên hệ bản thân
thấy rằng bạn còn thiếu kỹ năng đó. Ví dụ, biểu hiện là bạn ngại giao tiếp với những người xung quanh, với đồng nghiệp. Thứ ba, bạn xác định cách thức rèn luyện kỹ năng giao tiếp, có thể là tham gia các khóa học về kỹ năng giao tiếp ở nhà văn hóa thanh niên, tham khảo về kỹ năng giao tiếp trong các cuốn sách hay ở trên mạng Internet. Cách thức rèn luyện kỹ năng cũng có thể là bạn sẽ rèn luyện mỗi ngày sẽ phải nói chuyện với cả một người lạ. Nhưng chúng ta nêu cách thức rèn luyện kỹ năng thôi chưa đủ mà chúng ta phải xác định kế hoạch rèn luyện. Ví dụ, bạn định đi học khóa học về giao tiếp ở nhà văn hóa thanh niên, vậy thì phải có kế hoạch khi nào sẽ đi học, học trong bao lâu, hay bạn định tìm hiểu về kỹ năng giao tiếp trên mạng trong các cuốn sách cũng phải lên kế hoạch. Tóm lại là khi xác định cách thức rèn luyện kỹ năng rồi, chúng ta sẽ phải lên kế hoạch rèn luyện kỹ năng và sẽ sử dụng kỹ năng quản lý bản thân để quản lý lãnh đạo mình đạt tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng mà bạn còn thiếu. Như vậy, chúng ta hoàn thành xong tiết 14 môn học kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, tương tác. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết sau, ôn tập và trả lời câu hỏi. Các bạn lưu ý nhớ nộp đầy đủ các bài tập cho giảng viên hướng dẫn môn học, bởi vì tiết học này là tiết học gần cuối cùng.